chứ không phải là những gì xa lạ, mà chính là những điều quen thuộc và gần gũi với cuộc sống xung quanh chúng ta. Góc nhìn không gian hy vọng rằng với mỗi số của góc nhìn không gian sẽ gửi tặng cho quý vị và các bạn một điều bất ngờ. Và điều bất ngờ của ngày hôm nay đó là con tàu Emerald nằm trên bờ vịnh Hạ Long thơ mộng. Chúng ta hãy cùng đến Emerald và trải nghiệm một không gian hẹp nhưng đầy mới lạ. Năm 1906, đội tàu của gia đình Rocker bao gồm Emerald, Perle, Sapphire và Rubia đã thực hiện những chuyến thăm vịnh Hạ Long đầu tiên dành cho khách du lịch, lúc đó chủ yếu là những người Pháp. Gần 100 năm sau, từ việc tình cờ nhìn thấy Emerald trên một tấm bưu ảnh cũ, một người Pháp khác là Eric Merlin đã quyết định dựng lại Emerald và hành trình vẫn là vịnh Hạ Long. Emerald được đóng tại Hải Phòng và bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm 2003. Tàu có hình dáng bên ngoài giống hệt con tàu Emerald hơi nước cổ với 3 tầng, gồm 37 cabin, 2 quầy bar và 1 nhà hàng. Điều đầu tiên người ta có thể cảm nhận được ở Emerald là những không gian nhỏ nhưng được sắp xếp khá hợp lý. Các cabin loại thường của Emerald có diện tích chỉ khoảng 10m. Rõ ràng đây không hề là một diện tích lý tưởng dành cho nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, cách bố trí các vật dụng và không gian trong cabin đã bù lại khá nhiều cho nhược điểm về diện tích có phần khiêm tốn. Cabin này là một ví dụ khá tiêu biểu cho điều đó. Các hộc và góc được vận dụng tối đa để làm tủ đồ hay đặt bồn rửa mặt. Hay như chiếc giá gương này cũng có một kích thước khá khiêm tốn nhưng vẫn đảm bảo những nhu cầu cần thiết của người sử dụng. Những chiếc giường ngủ với phong cách thiết kế khá đơn giản, chủ yếu tập trung vào công năng sử dụng thay vì mục đích trang trí, cũng là một trong những cách khiến cho không gian trong các cabin của Emirates dường như rộng hơn. Ở những cabin hạng sang như Suit Emerald này, các vật dụng trong phòng được trang bị có phần ưu ái hơn. Nhưng sự nhỏ gọn về kích thước đồ dùng hay sự tận dụng khắp phòng để đặt chiếc sofa này vẫn thể hiện sự linh hoạt trong sử dụng không gian của người thiết kế. Căn phòng Suit Emerald này cũng là một trong rất ít phòng của Emerald sử dụng sơn phòng trắng trong nội thất, dù gần như toàn bộ phần vỏ của Emerald được sơn màu trắng.
Nếu như vỏ và thân tàu Emerald được làm chủ yếu từ vật liệu thép nhằm đảm bảo cho sự an toàn cũng như góp phần giảm thiểu tác động của nước biển, thì phần nội thất của Emerald đã được làm ấm lên rất nhiều nhờ sử dụng các vật liệu trang trí từ gỗ, tre, trúc và nổi bật nhất là các chi tiết trang trí bằng đồng, ví dụ như chiếc quạt này. Chi tiết trang trí bằng đồng xuất hiện khá nhiều ở Emirates. Trong mỗi cabin, các chi tiết đồng có mặt ở khắp nơi, tạo nên những điểm nhấn trong nội thất. Từ những chiếc đèn đầu giường cho tới chiếc quạt treo tường, các móc treo đồ, tay nắm cửa và hệ thống vòi nước. Nếu có điểm nào gợi nhớ đến chiếc Emirates cách đây gần 100 năm, thì có lẽ đó chính là các vật dụng trang trí bằng đồng này. Không chỉ có mặt ở các cabin, những vật trang trí bằng đồng gần như góp mặt trong hầu hết các không gian nội thất của Emirates. Hãy nhìn những chiếc đèn tay kéo đã lên nước bóng loáng này trong khu nhà hàng. Có lẽ không nhiều du khách biết rằng những chiếc đèn này đã được kỳ công tìm kiếm và mang về từ đất nước Ấn Độ xa xôi, chỉ để mang tới cho Emirates của thế kỷ 21 những hình ảnh để gợi về Emirates những năm đầu thế kỷ 20. Những bức tranh và bưu thiếp mang hình ảnh Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 cũng là một điểm nhấn trong không gian của Emirates. Song giá trị nhất trong không gian của Emirates có lẽ nằm ở chính những khung cửa sổ này. Dù ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần kéo bức rèm che lên là cả không gian kỳ diệu của Vịnh Hạ Long ùa vào trong mắt. Những hang, những núi, những nước và có lẽ cả không khí mang hơi nước biển mặn mặn không chỉ hiển hiện mà gần như còn có thể cảm nhận được. Và có lẽ đó chính là lý do để người ta rời bỏ cái nóng nực ồn ào của phố phường để đến với không gian diệu kỳ nơi đây. Thú vị, có lẽ đó là những gì dễ nhận thấy nhất về con tàu mang tên Ngọc Lục Bào này. Rất là thú vị, vì tại sao đi trên một con tàu mà lênh đênh trên biển, mặt mờ biển lại đẹp nhất Việt Nam đó chính là Vịnh Hạ Long. Trên con tàu nó đầy đủ tiện nghi như là ta ở nhà, có phòng vệ sinh, có toilet, có không gian rộng rãi, phong cảnh đẹp, mọi tất của các tiện nghi. Tuy trong một khoang tàu, một cái cabin nó rất nhỏ hẹp, nhưng người thiết kế con tàu đã chuẩn bị rất đầy đủ, chu đáo. Từ chỗ vệ sinh, tắm, rửa đến giường nằm, điều hòa nhiệt độ, đèn ngủ, rồi có quạt vân vân. Nó làm cho tôi thỏa mãn như đang ở một cái khách sạn 5 sao ở trên bờ. Vậy là chúng tôi đã kết thúc chuyến hành trình dài 20 tiếng đồng hồ trên Vịnh Hạ Long cùng với con tàu Emirates xinh đẹp. Sau 10 phút của chương trình, chúng tôi mong muốn rằng có thể truyền tải phần nào cảm xúc của chúng tôi về con tàu và không gian thú vị trên biển. Hy vọng rằng một ngày nào đó quý vị và các bạn sẽ có cơ hội để trải nghiệm như chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!